Rồi kính thưa quý vị, bây giờ là 3:15 chiều ngày 26/3/2017. Tôi đang có mặt ở đầu đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp. Trời Sài Gòn chiều hôm nay nắng gắt, nhiệt độ vào khoảng 34 độ C. Đường Lê Văn Thọ này là một trong những đường lớn, nó nằm góc đường Lê Đức Thọ. Hồi nãy đầu đường á, tôi đang đi hướng về trung tâm nè. Quý vị nào ở khu vực Gò Vấp xem đỡ nhớ ha, bên trái là phường 13. Phạm Văn Thiêu tại Lê Văn Thọ đó chị. Đường Phạm Văn Thiêu bên phải gì đó. Cây trăm nè quý vị, bên phải là đường cây trăm đó quý vị, công viên làng hoa Gò Vấp nè, đây có hội chợ tư vấn hướng nghiệp. Quang Trung như vậy. Đây là 18 quận Gò Vấp. Đây là chùa Thái Hòa. Đây chùa Thái Hòa là cái gì? Như có một bác có kỷ niệm ở chùa Thái Hòa. Bác có thể gửi mail yêu cầu lại để chi tiết em có thể quay lại cho bác cái kỷ niệm ở đây nha. Xem ha, đi vòng vòng vậy đó. Quán xá đầu hẻm cà phê nước mía này. Đây có cà phê Yuka. 656